Thế là cái tay tội phạm đó bắt đầu bị bệnh tật đau đớn, tức là nổi cái cục ung thư lên đau. Đau đúng là những cái chỗ mà anh ta đã cắt xẻo cái người nạn nhân đó để tra của. Thế là ngày trước anh ta cắt ngay cái đùi một vết, à thì lúc đó cái ung thư nổi lên nó đau ngay một cục ngay đó, cứ lỡ lói không lành. Rồi cái anh ta cắt nơi cái nhượng nách của người kia một cái, thế là cái tay anh ta cũng cái nách nó bị tê bại, không nhúc nhích cái tay được, như cái gân giống như bị cắt và đau đớn, cái cục bướu nổi lên ngay đó. Cái đau nó kéo dài nhiều năm, mà nằm ngủ thì không bao giờ yên giấc, luôn luôn thấy ác mộng, tức là thấy những cảnh mà bị rượt, bị giết, bị đốt, bị đâm thê thảm, mà trong bóng đêm chạy la hoảng không ai cứu. Cái là vợ con nằm bên cạnh như vậy, lay dậy thì toát mồ hôi mà không biết chuyện gì, mà cái vừa đau vừa thấy ác mộng, rồi xong rồi một lúc nào đó chết. Thì là xong quả báo chưa? Chưa xong. Chết xong rồi, chết xuống địa ngục, bị đọa tiếp gì đó. Là chúng ta biết trong cõi vô hình đó, có một cái chốn mà Phật gọi là chốn địa ngục. Chốn đó để trừng phạt những cái người tội lỗi mà luật pháp trên thế gian đã bỏ sót, không xử hết. Thì khi xuống đó chịu tiếp, chịu đốt, chịu đâm, chịu chém, chịu đầy đọa dưới đó, thê thảm dưới đó. Là mình sẽ ngạc nhiên mà nói, ủa, tại sao là chỉ giết một người mà quả báo đã một đời, cuối đời là thê thảm đau đớn rồi mà chết còn xuống địa ngục nữa? Vì sao vậy? Bởi vì như thế này. Vì vậy chúng ta thấy cái một hành động mà làm ra, nó không phải là gây cho một cá nhân người đó, không phải là gây cho cá nhân cái ông đó, ông bị cắt xẻo bao nhiêu miếng, bị cắt cổ ông chết là xong chuyện. Là thế này, cho đến khi vợ con đi về mới phát hiện ra là cha mình đã chết, chồng mình đã chết và tài sản mất hết. Thì chuyện gì xảy ra đối với vợ con còn lại? Cái nỗi đau khổ không thể tưởng, phải không? Cái đau khổ trong tim á, vì người thân mình chết á, cái đó không có giá nào mà đền bù được. Ở đây có lẽ chúng ta đã từng mà chịu cái sự đau khổ khi mà người thân trong gia đình mình chết, có chưa? Có rồi phải không? Cái đau khổ nó tột cùng, mà nhất là bị oan ức nữa, bị chết mà chết thảm nữa. Cái sự đau đớn nó không thể tưởng tượng được. Cho nên là nỗi cái đau khổ của người vợ, người con là trả không biết bao nhiêu đời không hết. Đồng thời là vì tài sản của cải mất hết, con bỏ học, con cái không đi học tiếp, phải đi lao động phổ thông, và cuộc đời tụi nó xuống dốc luôn. Còn người vợ là từ đó là phải vất vả bươn chải để mà duy trì cái sự sống của gia đình, kéo dài trong bao nhiêu năm rồi tàn tạ, rồi bệnh hoạn, rồi cũng chết sớm luôn. Rồi con cái bơ vơ mồ côi, rồi nếu mà nó giữ được đạo đức thì còn đỡ, đến khi mà không cha không mẹ, rồi nghèo khổ, nó lớn lên nó thành cướp luôn, thì thật là thê thảm. Tức là cái hậu quả mà của việc mà giết một người để lấy của, nó sinh ra vô số cái hậu quả xấu cho cuộc đời này. Cho nên là tên cướp đó giết một người, tới khi mà bị ung thư rồi chết chưa hề trả hết, phải xuống địa ngục mới trả tiếp mới hết. Rồi khi mà trả xong nghiệp địa ngục, không biết bao nhiêu chục năm, bao nhiêu trăm năm rồi, tái sinh trở lên làm người, trả tiếp chưa hết. Trả tiếp trả sao? Là một người chết cha chết mẹ sớm cái đã. Tại vì lúc trước là mình đã gây cho người khác bị chết cha chết mẹ sớm, nên bây giờ lên trả tiếp là chết cha chết mẹ sớm, rồi lại thất học, rồi phải bươn chải vất vả lăn lộn trong cuộc đời tiếp. Nên chúng ta thấy là một cái việc tội, luật pháp của thế gian xử đơn giản thôi. Nhiều khi lôi tên cướp nó ra tử hình một lần xong, hoặc là giam 20 năm xong. Nhưng mà luật nhân quả tính từng chút một những cái hậu quả mà người đó đã gây ra đau khổ cho cuộc đời này, là thanh toán xử không còn sót một điều gì nữa. Chúng ta nhớ luật nhân quả như vậy. Thì cũng vậy, ngược lại, ví dụ như trong đời mình có một lần thì mình thấy cái người này họ đàng hoàng, không phải gian tham, cũng có trình độ mà chưa có công ăn việc làm. Rồi mình lại quen biết, mình mới đi giới thiệu. Mình nói là tôi có đứa này tôi quen, nó hàng xóm tôi cũng không quen gì, nhưng mà tôi thấy bé này nó ngoan, nó có trình độ, nhà không có việc làm. Nếu nó có việc làm nó giúp được gia đình nó rất là tốt. Rồi mà anh thì tôi biết anh cần người, cho nên anh nể tôi, anh nhận nó giùm cho tôi. Thì một lời mà mình nói ân cần như vậy, cái người ta nhận cái chú đó vào làm việc. Thì khi chú đó làm việc như vậy thì chú đó đâu phải là chỉ lo được một mình cho mình, lo được gia đình, phải không? Công việc mà khấm khá có khi là nuôi được cả nhà mình. Thế là em được ăn học, cha mẹ được yên tâm. Cái quan trọng là cái không lo mỗi đêm đó, cái đó không có giá gì đền được. Ví dụ như là cái người trong gia đình không có việc làm, ăn nồi cơm ngày nay mà không biết ngày mai có cái cơ, có gạo để bỏ vô nồi nấu tiếp hay không.
cái mà bất an cứ ám ảnh mà nó cứ đè nặng trong tâm hồn, cái đó mới khủng khiếp. Còn khi người ta có công ăn việc làm rồi, người ta không có lo cái đó nữa. Cái mà không còn phải là ăn bữa nay mà lo ngày mai không biết lấy cái gì bỏ nồi nấu, nhẹ cái đó đi, cái hạnh phúc, cái an vui đó không có đồng tiền nào đền được hết. Cái đó mới là lớn, cái đó mới là vô giá. Thì cũng vậy, cái quả báo nó đến với chúng ta cũng không đơn giản. Là mình cứ xin được một việc làm cho một người thì không phải là mai mốt cái mình trúng được cái số 5-10 triệu là hết, không có đâu. Cái niềm vui, cái sự may mắn nó kéo dài hết một đời của mình luôn. Và sau này con cháu mình hưởng tiếp, con cháu mình lớn lên tự nhiên đụng đâu cũng dễ có việc làm. Và tuổi già mình được yên vui, được hạnh phúc khi thấy con cháu mình nó yên ổn, nó thành đạt. Mà đâu có ngờ rằng chỉ nhờ cái công đức mình xin việc làm cho người khác. Là cái hệ quả nó kéo rất là dài, rất là lực. Nên chúng ta thấy cái công bằng của nhân quả khi xét xử mọi cái nghiệp của một người là tính từng ly từng tí một. Nên chúng ta